ba sáu hòa thượng giảng vào tháng riêng năm 1983. Hành giả chưa chứng được quả vị gì cả, các cảnh giới hiện ra đó chỉ là vọng tưởng. Dù anh ta đã vượt qua được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm rồi, anh ta vẫn chưa chứng được đạo. Chỉ mới đặt bước chân đầu tiên trên lộ trình công phu tu đạo, tất cả chỉ là như vậy đến đây hành giả chỉ có thể chứng được bất thối chuyển. Làm sao mà ma có thể gá vào anh ta được? Ngay một người, dù chỉ mới chứng được sơ quả, thì ma cũng không thể gá vào người ấy rồi.